Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Lao động.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng mạnh với bảng giao ngay tăng 20,3 đô la Mỹ lên 2.323 đô la Mỹ trên một ounce. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Kitco, thì chiến lược gia George Milling Stanley nói rằng mặc dù vàng đang trong giai đoạn củng cố, nhưng kim loại quý này có khả năng sẽ kết thúc năm ở mức cao. Mặc dù chính sách tiền tệ của Fed đã tạo ra một số áp lực bán trong ngắn hạn, nhưng Milling Stanley kỳ vọng lãi suất và lợi suất trái phiếu sẽ vẫn là yếu tố thúc đẩy hành động giá của kim loại quý. Trong khi đó, thì yếu tố hỗ trợ mạnh hơn cho vàng là nhu cầu của Ngân hàng Trung ương và tình trạng bất ổn địa chính trị thì vẫn đang diễn ra. Còn trong nước, thì giá vàng trong nước sáng nay điều chỉnh tăng mạnh đưa giá một số thương hiệu vượt ngưỡng 86 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đang niêm yết ở mức 84,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 86,5 triệu đồng trên lượng bán ra. Như vậy, so với rạng sáng qua thì giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 800.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán. Còn giá vàng thương hiệu Doji thì sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 800.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán, lên lần lượt là 84,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 85,8 triệu đồng trên lượng bán ra. Ở dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị và các bạn, đồng đô la Mỹ ổn định trong phiên giao dịch vừa qua sau khi dữ liệu trên thị trường lao động gần đây và ý kiến từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đồng bảng xanh đã mạnh lên so với đồng yên Nhật sau những nghi ngờ của thị trường về sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào tuần trước. Còn trên thị trường trong nước thì vào đầu phiên giao dịch ngày 7 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giữ nguyên hiện ở mức 24.245 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin về tỷ giá ngoại tệ vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và giá ngoại tệ ngày hôm nay của Báo Lao Động. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái gì chúng chi tiền nghe tiền? Úi đã phải thăng, chào thăng trăm độ, nó bùng anh. Chúng giải 1 tỷ, chúng giải 100 triệu, 2.000 giải chúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thế nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.